em nha, nay sẽ đi gắn một cái rơ lai điện tử của Delphilo. Cái này là cho con bơm Panasonic, còn cái này sẽ là sim ghi 125W cho bơm tăng áp điện nước nóng. Ở trên này nó có sẵn là một cái đây dùng một cầm này. Ở trên này nó có sẵn là một cái con bơm Panasonic rồi này. Đây hiện tại thì con bơm Panasonic này á là con bơm cơ. Nó lâu lâu nó cứ kêu tật tật về dưới nhà ồn quá. Với tại vì ở đây là nhà này nhà cho thuê. Cho thuê kiểu là tầng 5 tầng nhưng mà 4 tầng dưới là cho thuê. Còn tầng trên là nhà của khách chủ ở. Thì tăng áp này chỉ xài cho tầng trên cùng thôi. Còn ở dưới là xài nước tự nhiên. Thì ở trên sẽ xài con bơm áp này mà nó ồn quá. Với lại khi mà pha ấm nó sẽ bị tràn ra ống thở cho nên rất là khó xài. Bây giờ mình sẽ khắc phục đó, mình sẽ ở đây là mình sẽ gắn một cái rơ lai điện tử cho con bơm này. Bơm Pana này cho nó chạy cho nó êm, không ồn gì hết á. Cái nhất. Cái thứ hai là gắn một con bơm tăng áp hút từ năng lượng mặt trời này để xuống nhà anh xài. Xài nhạy nha, còn ở dưới là tự nhiên. Cái đường năng lượng mặt trời thì đây. Ở đây nó có 3 nhánh thì mình sẽ đi lại. Cái nhánh 20 này này. Ống 20 này này là của nhà ảnh, một bên hai toilet hai bên, hai ống. Đây nữa. Còn ống 25 là mình sẽ đấu cho nó xuống tự nhiên. Thì dưới nhà người ta có, dưới người ta thuê người ta có nước xài. Là nước nóng tự nhiên. Còn đây cũng tự nhiên này. Còn ở đó mình sẽ gắn một con bơm nước nóng và một cái thay cái rơ lai điện tử cho bơm Pana. Vậy là được rồi. Đây là cái rơ lai điện tử nha. Cái này nó sẽ gắn thay thế cái rơ lai cơ của Panasonic. Thì khi mua về á, mọi người sẽ có hai cái loại như hai sợi dây này, một dây ngắn một dây dài. Thì cái đầu tiên cái dễ mà nhận biết nhất á là cái sợi dây dài này sẽ là điện 220 cấp vào này. Còn cái sợi dây ngắn này á, sẽ đấu xuống máy bơm. Hoặc là ở đây này, ở đây nó có chữ này, bên này sẽ là chữ motor. Ha, có chữ motor đây. Bên này nó sẽ có chữ nguồn, power là nguồn ha, nguồn tức là điện 220 vào. Còn motor tức là mình sẽ đấu thẳng xuống motor. Còn cái răng của nó đây là răng ngoài 34, răng này gọi là răng ngoài 34 thì mình sẽ vặn chiết nó vào đầu ra của máy bơm Panasonic. Còn đây là cái răng ra xuống nhà thì là nó sẽ răng trong. Răng trong 34 thì mình sẽ mua ra ngoài mình vặn vào ha. Bây giờ mình sẽ đấu con Pana trước. Anh đang đi mua mấy cái vật tư rồi. Này ở đây nó có một cái rang rồi nha, nhưng mà mình vẫn cứ quấn băng cao lùa cho nó kín nha mọi người. Đây cái rơ lai của nó này. Con này là con bơm Pana đúng không? Thì bây giờ á, đầu tiên là mình sẽ phải cắt điện nó đi. Này anh em. Ông nào quấn điện phao á, cái xài mà cái này là gọi cái gì không? Cái này gọi là bao ni lông. Anh em chủ quan quá. Điện 220 mà là điện ngoài trời nó mục chết luôn. Điện cái này mà không sơ hở là giật mệt nghĩ. À, điện báo điện 220 này. Điện nguồn lên ha. Bên sợi này thì không có điện này. Bên sợi này là hình như là nó đi một sợi mát lên và bên khi nào bơm chạy thì nó mới có mát thôi nha. Còn hiện tại là sợi này phải có điện nha. Quá nguy hiểm. Ok anh em, bây giờ mình sẽ cắt cái đường cấp ra nha. Nhớ đường ra của máy bơm nha. Mình sẽ cắt bỏ đi. Đó, cắt bỏ đi. Và tiếp theo là mở cái bộ áp ra để vặn cái đầu răng này ra cho nó. Vậy. Anh em nhớ là phải cắt điện hết đi nha. Cắt điện hết trước khi làm. Mình cắt điện này. Đây điện của máy bơm, điện của máy bơm này tách ra luôn này nha. An toàn. Đây là bộ áp. Bộ áp này á xài một thời gian thôi là bộ áp nó sẽ bị hư, nước vào trong này nó rất là nhiều. Tại vì thông thường những cái bộ áp á là nó sẽ không được có nước trong này, nó chỉ là bầu hơi thôi. Cho nên những cái dòng này sẽ không xài được nước nóng là mặt trời đâu nha mọi người. Phải mở đầu răng này ra này. Bằng tay thôi. Rồi, tiếp theo là cái rơ lai. Nắng vai thế đấy. Mấy được cái nón kỳ cục. Này cái rơ lai thì đầu vào này mình quấn bằng ca lùa ở đây rồi thì bây giờ mình sẽ siết nó vào đây chỗ này thôi. Cái ống này vướng thì mình phải bắt buộc phải đẩy qua đây nha, tại vì cái này không có tránh không nhích được. Làm cái này thì nó không có khó đâu ha. Người chú ý xíu là được, nó hoàn toàn.
Ok, như vậy là gắn xong này, đầu ra ở đây thì mình sẽ vặn đầu ra ngoài cho nối vào đây thôi. Bầu áp này mình sẽ vặn lại như cũ. Chỉ có rơ le này mới siết được bầu áp nha, mới xài là bầu áp nha. Còn những cái rơ le khác đó, nó sẽ bị vướng cái cần này, nó không có xài là bầu áp được đâu. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái rơ le cũ của nó này. Thông thường anh em sẽ cắt đấu ra đúng không? Cắt để mà ok để đó đi anh. Em cắt điện máy bơm Pana giùm em ấy nha. Anh em hay cắt để đấu không? Bây giờ mình sẽ chỉ cho để zin luôn. Không cần phải cắt gì cả. Mở cái nắp này ra. Ở phía dưới nó có một con ốc này, ở giữa nó này có một con ốc này đúng không? Siết chặt nó vào. Siết chặt nó vào, nó ép cái lò xo căng lắm á, là nó không có đẩy ra được, là nó sẽ không tắt bơm, nó phải chạy ấy giữ cái bơm dùng cái lò xo á, nó ép cái miếng này vào sát vào trong này, tức là công suất của con bơm nó không có đẩy ra, không có đẩy cái rơ le ra được rồi. Như vậy thì mình sẽ giữ zin được. Còn nếu anh em mà không muốn giữ zin á, thì lấy hai cái sợi dây của này này cắt ra và đấu lại, cắt sợi dây rơ le ra và đấu lại, những cái này mình sẽ giữ zin. Đầu ra của nó mình sẽ gắn cái đầu răng này, răng 34 này. Nhưng tại vì ở nhà là ống 27 nên mình xài cái đầu răng 34 đó, ống 27 nha. Sẽ gắn ngay đầu ra của máy bơm. Thực ra rất là êm nhưng mà do máy quay của mình nó phun rồi á. Và bây giờ mình sẽ đấu rồi, đầu ra này đấu vào cái đường xuống nhà là được. Rồi, đó nó đấu đường ống, đấu ống như vậy là xong, giờ tới đấu điền này. Đấu điền á thì như lại mình nói cái sợi này này, sợi này là hai sợi này là đi xuống máy bơm đúng không? Chắc con phải đưa cho máy dưới đi để cho mọi người không thấy được. Này này, đây là điện nguồn đi vào. Điện nguồn vào thì không nói, mình để riêng này. Power này, nguồn là bên này, riêng này. Đây là motor đúng không? Có chịu motor này, nguồn riêng. Thì bây giờ mình lấy cái sợi này này, nhớ nha, lấy cái sợi này này đấu vô cái sợi của máy bơm, cắt nó dài vậy đúng không, cắt ngắn ra đấu vô đây là được. Cắt ra xong đấu vô nha. Đây cái dây từ trong rơ le này đi ra này, mình sẽ đấu vào hai sợi của máy bơm đúng không? Trong rơ le ra nó có sợi dây sên vàng này, dây sên vàng này gọi là dây te. Dây te thì mọi người có thể bỏ đi, tại vì máy bơm không có te. Có thì mọi người đấu, còn không thì không, cũng không đấu cũng không sao ha. Giờ mình sẽ đấu hai sợi rơ le vào hai sợi của máy bơm. Đó, đấu hai sợi này của máy bơm nha, mọi người nhớ chính xác nha. Sợi này đi vào trong máy bơm nha, đấu vào. Chuẩn chưa? Nhớ và chính xác nha. Em quay nhiều kỹ cỡ đó mà mọi người không làm được thì thua rồi. Gió to quá mọi người nha. Sau khi mà đấu cái rơ le xong rồi á, đụng vào máy bơm xong rồi ok đúng không? Thì tới đường vào máy bơm xong rồi, thì tới cái đường nguồn điện vào. Điện nguồn thì ở đây thì đơn giản thôi. Đầu tiên là phải cái cổ kịp. Trên cái rơ le này nó luôn luôn có 3 sợi. Cái sợi màu vàng xanh này này là dây te, thông thường mọi người hầu như là không xài, bấm bỏ. Còn lại hai sợi là xanh nâu, cái này nó không phân biệt lượng nguồn gì đó, mọi người cứ đấu vào cho mình điện 220 là được. Điện thì ở đây đầu tiên là phải kiểm tra cho tử có điện hay không. What the fuck, sao bảo cúp điện mà vẫn còn điện trời. Anh cúp điện máy bơm chưa? Chưa. Anh tắt nhầm á. Anh tắt nhầm á. Em biết cái phao mà. Rồi. Ok. Giờ mới tắt nè. Không, mà giờ thế là chủ nhà cũng lừa mình không? Chưa tắt. Sợ vào là giật thí bà rồi. Chán hết chứ. Ok, đấu điện xong thì mọi người quấn băng keo kỹ lại là được. Mở nước ra. Là cái rơ le này, rơ le điện tử. Thì việc thứ nhất á là mình sẽ gắn đứng như vậy, gắn đứng như vậy ha. Cái thứ hai, cái dây này là dây nguồn vào này. Đây là nguồn vào, power này là nguồn vào tức là điện 220 hai sợi này. Đi thẳng vào đi vào, đi qua rơ le.
xong rơ le nó sẽ có hai sợi bên này là bên motor này đi xuống máy bơm. Rồi cái rơ le này thông thường thì mọi người hay cắt ra để đấu lại đúng không, nhưng mình sẽ phải siết chặt nó vào, là tức là nó ép vào hết rồi. Trường hợp mà cái rơ le của mọi người hư thì mọi người nên cắt, nếu mà hư thì mọi người nên cắt cái sợi dây này, cắt hai sợi này ha, cắt xong rồi đấu lại với nhau, nhớ nha, cắt xong rồi đấu lại với nhau mới được thì mới được nha. Nhờ vào quấn băng keo kín lại là được. Ok, như vậy là xong cái con này. Giờ mình sẽ tới con nước nóng bằng mặt trời. Con của Panasonic công suất của nó là 125W. Con này 125W thì mình sẽ xài cái con nước nóng này luôn, cũng là 125W ha. Cho nó cân bằng áp nhau, dễ pha. 125W này đầu vào 25, đầu ra 25 nha. Tức là răng 27 á. Là mình sẽ hàn một cái tên này nè, để cho một đường là xuống dưới tầng 4 để xuống là xài tự nhiên, còn tầng ở trên này N là xài bơm áp thôi. Đây là cái đường từ bên năng lượng mặt trời đi qua, hướng này sẽ là hướng xuống tự nhiên, còn đường này sẽ là qua máy bơm là sẽ xuống nhà của anh Sài. Giờ sẽ gắn đường ra ở đây, đường ra đây đấu vào cái T20 này là được. Bơm nước nóng thì mình gắn lên đây ha, còn ở đây thì mình sẽ phải đấu lại. Đường này là đường xuống tự nhiên này, đường xuống tự nhiên là cho xuống nhà xài, xuống dưới lầu với người ta thuê xài này. Còn mình sẽ đấu hai đường này hợp, đường 20 này và đường 20 này đấu lại với nhau, họ để cho nó qua bơm áp. Rồi xong hết rồi, giờ con nó nóng thì mình sẽ xả cho nước nó chảy qua cái. Con mở này nước chảy qua là ok nha, không cần phải mồi. Bên nước lạnh anh ơi, mở điện giùm em anh ơi. Còn Pana thì thay rơ le điện tử, con này thì thay lắm. Ok, hai con được chạy. Đưa cho Dương mượn cái ba ke cái anh ơi. Hai cần. Thôi được rồi, được rồi. Ok rồi, kêu anh thử nước đi. Ok, ngắt em ru. Thử nước đi anh. Thử nước với tầng nhà mình á. Đúng rồi. Vậy là xong thôi anh em.